1001 câu chuyện. Ôi, xin chào các em, và video ngày hôm nay thì chỉ có một miếng sticker thừa nha. Cái này là do chị đã chơi rồi, nhưng mà vì là nó nhiều quá cho nên là chị đã để dành và chị không vứt nó đi. Bây giờ chị sẽ sử dụng luôn cái miếng này nha. Và cái miếng này của chúng ta thì sẽ có là 4 cô nàng luôn. Đó, cùng với những phụ kiện và những chiếc đầm xinh đẹp. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với lại miếng sticker này nha. Đây, bây giờ chị sẽ khui ra khỏi cái miếng ni lông rồi. Thì chúng ta thấy là những miếng sticker này nó cực kỳ là xinh đẹp luôn, đúng không? Đó, những cô nàng với những kiểu tóc khác nhau nè. Đó, váy đơn giản có, váy dạ tiệc có luôn, váy công chúa có luôn. Rồi kèm theo phụ kiện là giường xinh nè, là tivi và một cái bàn trang điểm, vân vân ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện kiểu thuộc dạng giống như là tấm cám thì hiện đại chứ ha. Bây giờ mà đầu tiên là mình sẽ chọn nhân vật, mình sẽ chọn một nhân vật là bà mẹ trước đi. À đây, tóc hồng này nha. Đó, cái này tóc hồng này sẽ cho vào vai là người mẹ. Và bây giờ mình sẽ chọn cho bà mẹ một cái chiếc váy. Đây, chị cảm thấy chiếc váy này nó phù hợp với bà mẹ nè. Đó, thấy chưa? Y mặt lộn rồi, mặt nó lên tới cổ luôn. Lên che luôn cái mặt luôn nè. Đó, đây là nhân vật mẹ nha. Đây là mẹ của cám nè. Kế tiếp là cám, thì chị sẽ chọn cái chiếc tóc cam này. Cái này tóc cam dài thắt bính này sẽ là cám. Cám thì sẽ mặc một cái chiếc váy rất là xinh luôn. Đó, một cái chiếc váy có rất là nhiều hoa hồng, lộng lẫy xinh xắn. Cám luôn được mẹ yêu chiều và yêu thương hết mực luôn nha các em. Thêm chiếc nơ bên đây nữa. Và cuối cùng nhân vật đây là nhân vật tắm đi. Tắm của chúng ta, tắm là tóc cam luôn nhưng mà nó sẽ khác nha. Còn cái này là nhân vật, đó là lát hồi mình sẽ biết sau. Giờ mà chúng ta vô câu chuyện chúng ta sẽ biết đây là nhân vật nào. Còn đây là cám nè, cái lộn tắm nha. Và mình chọn một cái chiếc váy đơn giản dành cho tắm thôi. Đây, một cái chiếc váy xinh đơn giản như thế này thôi ha. Và ba mẹ con tắm cám ở chung với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái căn phòng đơn giản dành cho ba mẹ con nha. Có một cái căn phòng như thế này. Và bên trong căn phòng thì sẽ có là tủ sách nè. Đó, một cái bàn trang điểm xịn sò của nàng tắm nha. Ô, nàng cám nha. Tắm không có gì hết trơn á. Rồi hai cái bàn trang điểm luôn. Rồi bên đây có giường ngủ nè, một cái giường ngủ rồi thật là xịn sò. Rồi có một cái tivi màu nữa. Ôi, quả thật là mê ly ha. Trời ơi, còn chưa hết đâu, chúng ta còn có một cái bàn nhé. Và trên bàn này sẽ có là rất là nhiều thức ăn nha. Đó, quên, mình còn một cái ghế sofa nữa. Chị sẽ đặt ở dưới góc bàn này nha. Tèn tèn. Đây, thức ăn, bánh đồ ấy, mình sẽ để ở trên chiếc bàn này. Và một cái tủ sách nho nhỏ luôn. Đó, một cái đèn nội thất ha. Xong rồi. Mẹ nghe tin gì chưa mẹ? Ở ngoài làng mình sắp tới có cuộc thi hoa khôi làng đó mẹ. Mẹ nghĩ con có được giải trong cuộc thi hoa khôi của làng không? Trời ơi, tất nhiên là con gái của mẹ sẽ được giải chứ. Con gái của mẹ là đẹp xuất sắc cái làng này rồi. Không có ai đẹp qua con gái mẹ hết trơn á. Tới bữa đó con phải sửa soạn thật là đẹp, ăn mặc thật là xịn để mà đến thi cuộc thi hoa khôi của làng nghe chưa. Có ai mà đẹp bằng con gái của mẹ đâu nè. Ủa, mà chị Tắm đâu rồi mẹ? À, mẹ kêu á nó đi ra ngoài vườn hái một ít trái cây để cho con ăn cho nó đẹp. Tắm, ra đây dì bảo nè, nhanh lên. Dạ dì, dì cho coi con có chuyện gì không ạ? Con đang dở tay quét cái nhà ở đằng sau bếp ạ. À, ngày mai dì với lại con cá đi ra đầu làng tham gia cuộc thi hoa khôi làng. Con có rảnh á thì lo mà dọn dẹp hết nhà cửa, rồi có muốn ra đó chơi á thì ra nha không. Nhưng mà con phải làm hết việc nha. Ủa mẹ, mẹ cho chị Tắm đi theo sao? Cũng lạ lắm à nghen.
Ừ, kể nó con, lâu lâu cho nó đi chơi một bữa, với lại cho nó ra, nó thấy được cái sự lung linh của con ở trên sân khấu chứ nè. Mẹ đúng là mẹ của con, nham hiểm thì không có ai qua mẹ hết trơn luôn á. Cái con này, mày bớt cái giọng cười khả ố lại đi, còn lấy cái nét duyên dáng mà đi thi nữa chứ. Con gái con nữa, cười một cái, tao nói cả làng muốn banh hà. Ôi, hai mẹ con mình xinh thế nhỉ? Ủa mẹ, mà mẹ cũng thay đồ đẹp sao? Mẹ đâu có thi. Trời đất, con gái mẹ thi, con gái mẹ đẹp, mẹ cũng phải đẹp để cho con nở mày nở mặt chứ. Chẳng lẽ mẹ lại mặc cái bộ đồ rách rưới ở nhà để dắt con đi lên sân khấu sao? À, mẹ nói cũng đúng ha. Công nhận là con đẹp xuất sắc đúng không mẹ? Ừ, thôi, bây giờ mẹ con mình đi ra đầu làng đi, kẻo lại muộn giờ. Để cho con tắm á, nó làm hết việc nhà, rồi nó ra sao? Và bây giờ chúng ta sẽ tạo khung cảnh cho cuộc thi hoa khôi ở đầu làng nha. À, mình sẽ vẽ đơn giản thôi, hai bên sẽ có hai cây cột như thế này nha. Mẹ con mình tới sớm quá mẹ ha ha, bây giờ vẫn chưa có ai luôn nè. Thôi kệ con gái, mình đi sớm, có thời gian tranh thủ để mà không bị run rẩy chứ con. Mình đã làm xong hết việc rồi, cũng may là mình đã lén gì tự may cho mình một chiếc váy. À, hay là mình thử mặc chiếc váy này để thi xem sao, biết đâu mình cũng được giải. Ê, hóa ra cái con tắm nó cũng bon chen đi thi. Cái con này được lắm, tính toạt giải, cướp giải hoa khôi cái làng này của con gái tao sao. Biết vậy ngay từ đầu, tao bắt mày làm việc tắt mặt tắt mày, cho mày khỏi đi ra đây, cho mày đi chơi mà không ngờ mày lại len lén ra đây đi thi cơ chứ. Ủa, chị tắm kìa mẹ. Nhưng mà mẹ yên tâm đi, con nói rồi, chị tắm làm sao đẹp bằng con. Con á, lạ hả, hoa khôi của cái làng này rồi mẹ ơi. Không được, con đứng đây đợi mẹ một tí xíu nha. Không, đây nè, con cầm cái ly nước dâu này lại cho con tắm biết chưa. Còn con là cái ly nước cam, con nhớ cho kỹ, dâu là của con tắm, còn cam là của con biết chưa. Ơ mẹ, tại sao vị dâu không phải là của con? Con thích uống dâu mà. Không có thời gian để mà giải thích với con đâu. Con mau mau cầm cái này lại đưa cho con tắm nha chưa. Bây giờ mẹ phải đi ra ngoài, ở trong đây á chỉ có người dự thi mới được thôi. Mẹ đi ra đó con nhớ là không được đưa nhầm nha. Ủa chị tắm ơi, chị cũng đến đây để dự thi sao? Mẹ đã dặn là chị ra chơi thôi mà. À, chị muốn thử sức mình xem sao thôi đó mà. Nè, đây là cái ly nước dâu mà mẹ đã đưa cho em, kêu em bảo em đưa cho chị đó. Đây nè, chị uống đi. Ờ, mà chắc là không sao đâu, do mình nghi ngờ quá thôi. Chứ cái ly nước dâu này chắc cũng không có vấn đề gì. Đâu, để mình uống thử coi. Công nhận nó cũng ngon thiệt. Đâu, ngon lắm hả? Đâu, đưa đây cho em uống thử một miếng coi. Em thấy cũng bình thường, nước cam của em ngon hơn. Thôi, trả cho chị nè, chị cầm lấy mà uống đi, để có sức mà lát hồi dự thi cơ chứ. Mình hồi hộp quá, còn hai người nữa là đã tới lượt mình thi rồi. Ây da, sao tự nhiên mình đau bụng thế này? Ây, hết giờ đau bụng, tự nhiên lại đau ngay cái giờ sắp thi cơ chứ. Không được rồi, mình phải đi giải quyết thôi. Ở bên đây thì chúng ta sẽ vẽ một cái đít lưu xê ha. Đây, mình sẽ vẽ tương tự, mình chỉ vẽ đơn giản thôi. Mình sẽ vẽ thêm một vài bụi cỏ nữa cho nó sinh động nha. Đó, tên xong rồi. Để xem lần này mày còn dám cả gan
giành đi thi với con gái tao không hả? Thôi, bây giờ thì mình phải tranh thủ ra sân khấu. Đã tới phần biểu diễn của con gái yêu mình rồi. Ta-da, và nhân vật tóc nâu ngắn đã xuất hiện. Cô ấy chính là ban giám khảo nha. Và bây giờ là số báo danh 17, Nguyễn Thị Tâm. Nguyễn Thị Tâm đâu rồi? Đã đến phần thi của Nguyễn Thị Tâm. Nguyễn Thị Tâm không có. Số báo danh kế tiếp đi. Cám, con gái tôi đó mọi người ơi. Đã tới phần thi của con gái tôi rồi. Bành thi cám. Hey, chắc có lẽ là thí sinh Nguyễn Thị Tâm đã gặp vấn đề gì rồi chăng? Thôi chúng ta sẽ bỏ qua và đến số thí sinh tiếp theo. Đó chính là số báo danh 18, Bành Thị Cam. Hoan hô, con gái tôi vừa tài năng vừa xinh đẹp. Chắc chắn nó sẽ là hoa khôi của làng này. Xin chào mọi người, tôi là Bành Thị Cam. Hôm nay tôi sẽ biểu diễn một cái sự tài năng của tôi. Mọi người nhớ ủng hộ nha. Ý quên, quăng cái ly nước cam liền qua một bên cái đã. Mẹ, cầm giùm con. Ta xin giới thiệu với mọi người, ta chính là công chúa của xứ Thanh. Hôm nay ta... Đau bụng quá. Đau bụng sao? Sao tự nhiên lại đau bụng? Sao tự nhiên lại đau bụng như lúc này? Không được, mình phải ráng nhịn thôi Cáp. Mày không được bỏ thi ngay lúc này. Mình phải cố lên. Hôm nay là một ngày trong xanh, nhưng cơn đau bụng làm ta không thể chịu nổi nữa rồi. Nhà vệ sinh, không được, ta phải đi nhà vệ sinh. Trời ơi, sao con bé nó lại đọc thoại linh tinh như thế này? Đau bụng quá, phải đi ngay thôi. Trời ơi, Cáp, con bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại đau bụng ngay cái lúc đang thi tuyển cử như thế này hả con? Dạ, con có biết đâu mẹ, tự nhiên nó đau ngang xương. Con không có chịu nổi mẹ à. Từ sáng giờ con có ăn bảy cái gì không hả? Thì con chỉ uống cái ly nước của mẹ đưa cho con đó thôi. Trời đất ơi, cái ly nước của con á, mẹ đưa cho con cái ly nước cam, rõ ràng là đâu có vấn đề gì đâu chứ. À, con quên nữa, con có uống một xíu ly nước dầu của chị Tắm đó mẹ. Trời đất ơi là trời, Cám ơi là Cám, cái tội tham ăn là hại mà, hại con ra nông nổi như thế này. Mẹ đã nói rồi, cái ly nước dâu là của chị Tắm con, mà con lại uống làm chi vậy không biết nữa hà. Đó, bây giờ thấy chưa, gậy ông đập lưng ông rồi. Mẹ thiệt là hết biết nói nữa với con mà. Trời ơi, thì con có biết cái gì đâu, con chỉ thử có một miếng thôi, ai dè đâu mà đau bụng như thế này cơ chứ. Thôi đi về, thi cử cái gì nữa mẹ ơi. Ta ra, và thế là câu chuyện Tắm Cám với thi hoa hậu thôi thì đến đây cũng đã kết thúc rồi đó, thấy chưa, do bà mẹ hả thâm hiểm nham độc đã dẫn tới là gậy ông đập lưng ông rồi. Và các em ơi, các em có thích video này thì nhớ bấm like, đăng ký và ủng hộ chị nha. Có muốn mua sticker thì hãy nhớ liên hệ số điện thoại 0937 999 707 để được đặt hàng. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các em ở video sau.